Lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm là căn nhà cấp 4 của 5 mẹ con em Nguyễn Thị Liên. Ngôi nhà này xây dựng từ năm 2002, là tài sản giá trị đầu tiên và cũng là cuối cùng của bố Liên để lại. Một năm sau, bố Liên mất đột ngột vì bị cảm. Khi ấy Liên mới 3 tuổi, chị gái lớn Nguyễn Thị Huyền mới học lớp 8. Và cũng chỉ một năm sau, khi vừa học xong lớp 9, cô chị cả trong nhà phải nghỉ học đi làm giúp mẹ nuôi ba cô em gái trong sự tiếc nuối của các thầy cô giáo vì Huyền có khả năng học tập tốt. Để trang trải cuộc sống và trả nợ tiền xây nhà, mẹ Liên, chị Đỗ Thị Tới phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Mong muốn được ngủ cùng mẹ một tối cũng trở nên xa xỉ với chị em Liên. Mẹ lúc nào cũng nay nương ra ngoài được ngoài đồng. Tối về thì lúc em bắt đầu đi ngủ thì mẹ em lại bắt đầu dậy đi hái rau. Mẹ không bao giờ khóc nhưng mà trong mắt mẹ rất là vất vả lắm, thấy khổ lắm. Nhưng mà bảo thôi cứ tự nghĩ là thôi cứ tự mình phải vượt qua chứ. Đi làm lúc cái giờ mà giải lao chỉ buồn ngủ gật thôi, cứ ngồi ngủ gật. Ngày đi xách vữa, đêm về cắt rau đi bán, chị Tới không chỉ thiếu đói về vật chất mà còn thiếu ngủ. Bao năm vất vả nuôi 4 cô con gái đã bào mòn sức khỏe của chị. Để khi ở tuổi 55, chị Tới đã xuống sức nhiều, cánh tay tê mỏi, không còn làm được những việc nặng nhọc. Niềm an ủi của chị là các con đều ngoan ngoãn trưởng thành. Con gái thứ hai và thứ ba đều lần lượt học xong cao đẳng đại học. Đặc biệt là Liên, cô con gái út rất mực ngoan ngoãn và học giỏi. Thương mẹ tần tảo nửa cuộc đời, thương chị cả phải hy sinh con đường học tập và tương lai phía trước vì các em. Liên luôn cố gắng học để sau này có thể giúp mẹ và chị gái. 12 năm cắp sách tới trường, Liên đều là học sinh giỏi, được các thầy cô chọn vào đội tuyển lý và toán của nhà trường. Các thầy cô giáo cũng đánh giá cao khả năng học đều các môn của Liên. Việc bạn Liên giúp đỡ tất cả các bạn trong lớp về việc giải các bài tập như toán, lý, hóa, anh văn, sử địa đều rất là tốt. Môn nào bạn cũng có thể giải quyết được và các bạn giải thích rất là cặn kẽ và bạn nào sau khi hỏi bạn rất là hiểu. Và thái độ của bạn giải quyết rất là nhiệt tình. Khi tham gia đội tuyển thì nhiều khi là cô hướng dẫn các em làm bài, nhưng mà Liên lại tìm ra được những phương pháp nó ngắn gọn hơn. Ngay cả mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái phương pháp đó để giải một bài toán về cơ học. Và những cái ý tưởng của Liên thì mình cũng đã tích lũy và truyền đạt cho học trò của mình sau này. Trong góc học tập của Liên có khá nhiều những bức tranh em tự vẽ. Cô nữ sinh nhỏ bé khao khát trở thành một kiến trúc sư và công trình đầu tiên em làm là xây cho mẹ một ngôi nhà mới, tiện nghi và tràn đầy niềm vui, tiếng cười. Nhưng ước mơ ấy sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp trong hành trình chinh phục tri thức của em, bởi gia cảnh nghèo khó, Liên không có tiền tham gia học vẽ. Trong góc học tập của em, rất nhiều sách vở, nhưng phần lớn là sách đi xin và photo để tiết kiệm tiền cho mẹ. Từ nhỏ thì em rất là muốn trở thành kiến trúc sư, nhưng mà không có cái điều kiện để học vẽ nhiều. Học phí học vẽ thì nó rất là đắt. Mà 100.000 một buổi mà một tuần học 2 buổi thì không có điều kiện để học như thế. Thế là ước mơ bây giờ là muốn theo ngành kinh tế để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giúp cho mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thiệt thòi hơn nhiều bạn cùng trang lứa và đến cả ước mơ cũng phải đắn đo sao cho phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Nhưng dù Nguyễn Thị Liên có lựa chọn con đường nào thì với nghị lực của mình, chúng tôi tin thành công sẽ chờ đợi em ở phía trước. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ trao bổng chắp cánh ước mơ tại trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm. Chương trình do VNPT Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin và Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Tới với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía VNPT Hưng Yên, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo. Chương trình còn có sự hiện diện của đông đủ các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Trung Vương, huyện Văn Lâm. Và sau đây thì
Em Nguyễn Thị Liên sẽ nhận được một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng do VNPT Hưng Yên tài trợ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên sẽ lên trao suất học bổng này cho em Nguyễn Thị Liên. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đăng Thành và hy vọng rằng với suất học bổng này thì Liên sẽ tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong quá trình học tập. Tới đây thì chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.